Thưa quý vị, những năm trước đây, sau mỗi dịp nghỉ lễ Tết, thống kê của một số các bệnh viện đều cho thấy số ca nhập viện do tai nạn giao thông thường có xu hướng tăng. Nhiều bệnh nhân trước đó đã sử dụng rượu bia. Khoảng từ 2 đến 3 năm trở lại đây, sau các đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, số ca tai nạn liên quan đến rượu bia có xu hướng giảm. Tuy nhiên, dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2024, thống kê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lại cho thấy tỷ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu lại tăng, trong đó đa số là nam giới đang ở độ tuổi lao động. Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 264 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, 99 ca tai nạn sinh hoạt, 41 ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu. So với năm 2023, số ca mắc tai nạn giao thông và tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia đều tăng, trong đó 60-70% bệnh nhân có chấn thương sọ não. Chúng tôi cũng xét nghiệm ở đây tất cả những người bệnh có tham gia giao thông, thế còn cũng không hẳn là người ta đã là người cầm lái. Đặc điểm chung của những bệnh nhân này lại rất tiếc là toàn là những người bệnh đang nằm ở trong độ tuổi lao động và đa phần là nam giới. Đấy là đặc điểm chung. Thứ hai nữa là đa phần là kèm theo là có tai nạn về giao thông là có cái chấn thương sọ não. Phải chiếm đến vào khoảng độ tầm 60-70% là những bệnh nhân này có chấn thương sọ não. Đáng lo ngại hơn, hầu hết các ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu, thường nhập viện trong tình trạng nặng, việc cấp cứu và điều trị phức tạp hơn. Đặc biệt với các bệnh nhân có chấn thương sọ não, việc đánh giá tình hình để từ đó các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cũng khó khăn hơn. Cái này cực kỳ khó khăn, đặc biệt là về sọ não. Bây giờ này, một bệnh nhân khi mà người ta đã bị chấn thương sọ não, nếu không uống rượu chúng tôi rất dễ đánh giá tình trạng gọi là chi giác. Nhưng bây giờ thêm một cái tình trạng uống rượu vào thì chúng tôi sẽ lập tức bị lẫn, bởi vì không biết bệnh nhân này là hôn mê, bệnh nhân này chi giác xấu như thế này là do sọ não hay là do rượu. Nên là cái mà để điều trị cho những cái bệnh nhân mà chấn thương sọ não kèm theo rượu hết sức là gọi là phức tạp. Chưa kể chỉ biết là những cái người bệnh sọ não mà lại uống rượu nữa là hay có cái phản xạ nôn. Nôn thì rất là hay sặc. Các bác sĩ còn cảnh báo, thời gian qua hầu như tuần nào bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân là học sinh bị tai nạn giao thông khi điều khiển xe đạp điện. Các bệnh nhân đều đi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Một phần là cũng ở cái tuổi đó các bạn ấy kiểm soát tốc độ chưa tốt. Cái thứ hai nữa là xe đạp điện ấy, thì có lẽ là chúng ta cũng phải xem lại về cái độ an toàn, các hệ thống an toàn của xe đạp điện. Đấy, vì khi mà các bạn đi phóng rất là nhanh và thường thì các cái hệ thống phanh, hệ thống an toàn có thể là sẽ không đảm bảo. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng tiếp nhận khá nhiều những trường hợp như vậy. Việc sơ cứu cho các bệnh nhân tai nạn giao thông trước khi đưa đến bệnh viện có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên đa số bệnh nhân chưa được sơ cứu đúng cách. Chúng tôi vẫn khuyến cáo người dân là khi mà gặp một trường hợp tai nạn ấy, thì việc đầu tiên là chúng ta nếu mà bệnh nhân ở những cái vị trí nguy hiểm thì chúng ta sẽ có thể đưa bệnh nhân một cách nhanh nhất đến những cái nơi không nguy hiểm. Sau đó là phải gọi đến các cái hệ thống cấp cứu, hệ thống y tế gần nhất. Trong những cái trường hợp mà khi mà phát hiện có người bệnh tai nạn, đầu tiên là phải làm sao tiếp cận người bệnh và gọi cấp cứu. Đặc biệt là những cái cấp cứu ví dụ 115, hoặc nếu như mà muốn tham gia cấp cứu thì ít nhất là phải nắm chắc, hoặc ít nhất cũng phải biết rõ về các cái nguyên tắc về sơ cứu, chứ không phải là thấy ví dụ bệnh nhân bị tai nạn cái là lập tức bế thốc người bệnh lên hoặc là cho lên xe mà không có một cái cấp cứu hay sơ cứu gì ban đầu cho người bệnh cả. Chính những cái hành động đấy nhiều khi lại làm tổn thương nặng nề thêm cho nạn nhân. Trước đó theo thống kê, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông. Trong 3 ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 25.500 trường hợp. Trong các lỗi vi phạm, nồng độ cồn vẫn là nhiều nhất với hơn 7.500 trường hợp, tiếp đó là quá tốc độ với hơn 5.100 trường hợp.